Có chuyện gì chị cứ nói đi. Có phải vì mình là bạn từ thuở ấu thơ với Phong nên Phong mới gặp mình đúng không? Sao tự dưng chị lại hỏi mình như vậy? Thật sự mình chỉ muốn biết cảm giác của Phong dành cho mình là như thế nào. Vì sao Phong lại gặp mình? Mình muốn mọi thứ được rõ ràng thôi. An Chi à, Tôi nói với anh rồi đó, không được đem mấy cái chuyện đó ra để chọc tôi nữa, nghe chưa? tôi biết tôi biết tôi biết rồi, tôi không chọc cô nữa được chưa? Thật ra mình đang còn đây là rất tình cảm của mình. Anh xin lỗi tôi đi, anh phải thề đi, thề. Tôi có làm sai cái gì đâu mà phải xin lỗi, lại còn phải thề nữa. Này nhá, thề linh tinh ấy là bị trời phạt đấy. Anh đang nhìn gì vậy? Này, anh làm gì vậy? Thả tôi ra coi. Có người đang tè đằng sau cô. Ai mà thèm nhìn đâu, thả tôi ra, thả tôi ra. Ôi, cấm không được nhìn đấy nhá. Ai mà thèm nhìn. Ôi, không được nhìn cơ mà. Tôi có nhìn đâu. Đi, không được nhìn, nghe chưa? Đi, không được nhìn, đi. Buông tôi ra, không được nhìn. Mình không muốn làm bạn thân của Phong nữa. Mình muốn làm bạn gái của Phong. Thôi, mình hiểu rồi. Xin lỗi Phong, chắc do mình ngộ nhận rồi. Anh Chi, còn đây là câu trả lời của mình.